Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2020, thứ sáu tuần thứ năm mùa phục sinh năm Chẳng, Tích xích tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phaolô và Barnaba. Đó là Juda gọi là Barsaba và Sila, những vị có uy thế giữa anh em các ngài nhờ ta hai ông chuyển bức thư viết như sau anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở antiochia syria và cilicia chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời ghê hoang mang và làm cho tâm hồn anh em sao xuyến chúng tôi không ủy quyền cho họ vì thế chúng tôi hợp lại Đồng ý chọn một ít người Và sai đến anh em làm một với Barnaba Naba và Paulo Những anh em yêu quý của chúng tôi Tức là những người đã liều mạng sống mình Vì danh Đức giê -xu, Chúa chúng tôi Vậy chúng tôi đã sai Juda và Sila đến nói miệng với anh em Cũng chính những lời này Thánh thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác Ngoài mấy điều cần kiếp này là Anh em hãy kiên đồ cúng thần Huyết, thịt thú, chết ngạc và dân dâm Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải Chúc anh em vạn an Các ngài giả từ và đi xuống Antiochia triệu tập dân chúng lại Và trao cho họ bức thư Đọc thư xong họ vui mừng vì được an ủi đó là lời Chúa ta ơn Chúa lạy Chúa con sẽ ngợi khen Chúa vừa chư dân lòng con bền vững lạy Chúa lòng con bền vững con sẽ hát xương con sẽ đàn ca hãy thức dậy linh hồn tôi ơi hãy thức dậy hỡi đàn sát với đàn cầm tôi sẽ làm cho bình minh thức giấc lạy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân lạy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân con sẽ hát mừng ngài trong các nước vì đức từ bi chúa cao tới coi trời và lòng trung tiên ngài chạm ngàn mây đây chúa xin ngài hiện ra cao cả trên trời xin tờ bên qua ngài trên toàn cõi đó lạy chúa con sẽ ngự khen chúa vừa chư dân Alleluia, Alleluia Các con hãy đi giảng dạy muôn dân Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tầng thế Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền, thầy không còn gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết không phải các con đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại để những gì các con xin cha nhân dân thầy người sẽ ban cho các con thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau đó là lời chúa lạy chúa kitô người khen chúa sứ điệp mầu nhiệm tử nạn và phục sinh là đỉnh cao chói sáng của tình yêu chúa giêsu trao ban cho nhân loại nay chúa mời gọi ta suy si ngắm hãy cảm nghiệm tình yêu cao cả đó để hợp nhất yêu thương nhau cầu nguyện là chúa giêsu con thuộc lòng 10 điều rằng con hiểu rằng mến chúa yêu người là điều cốt lõi nhưng trong thực tế đời thường con lại đối xử với nhau không theo tiêu chuẩn tình yêu lòng con đầy ích kỷ tham vọng và được che đậy cách khéo léo gia đình con chưa thực sự hiệp nhất trong tình yêu chúa bầu khí gia đình chưa thực sự trên thuận dưới hòa con cái chưa thảo hiếu Vợ chồng chưa thương yêu nhau Xin ánh sáng của Chúa Phục sinh chiếu dọi vào tâm hồn con Xin Chúa sự ấm và biến đổi tâm hồn con Xin làm cho tình yêu đích thực ngự trị và tỏa sáng trong con Xin cho con biết cảm thông, biết chia sẻ, biết đón nhận nhau Biết cho đi, nhất là xin cho con biết hy sinh đến độ quanh mình như Chúa Nhờ đó ánh sáng vinh quang của mầu nhiệm Phục sinh sẽ tỏa chiếu rạng người trong con Xin Chúa cho con biết sống màu nhiệm tử nạn và phục sinh trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, trong cách sống để con chết đi cho hận thù, ích kỷ, phụ lợi và xin cho ánh sáng vinh quang phục sinh chiếu tỏa qua nụ cười cảm thông, qua ánh mắt đón nhận nhau, qua sự phục vụ quên mình. Xin cho con ý thức rằng yêu thương anh em bằng tình yêu Chúa là con đang hòa điệu với nhịp đập của trái tim Chúa và là dấu chứng cho mọi người nhận ra Chúa là tình yêu. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ta không kết án con. Tại nhà thờ chính tòa, Quyết bên miền Ba Tây Đức, có một tượng thánh giá rất nổi tiếng được chạm trổ vào khoảng thế kỷ thứ 14. Trên những tượng thánh giá thông thường đôi tay Chúa Giêsu xu gian ra và bị đóng vào gỗ giá dừng đầu tay của Chúa Giêsu trên tượng thánh giá tại nhà thờ chính tòa quốc bua thì khác hẳn thay vào bị giăng ra và bị đóng vào gỗ giá hai cánh tay của Chúa lại khoanh trước trái tim như thể đang ôm vào lòng một người nào đó người dân địa phương truyền tụng rằng trong cuộc chiến tranh tôn giáo giữa tin lành và công giáo vào giữa thế kỷ thứ 17 một người lính chống công giáo đã vào nhà thờ này nhìn thấy trên đầu thiên chúa có một triều thiên bằng bàn, vàng anh xin lòng tham Bắt thang leo lên để đánh cắp Khi anh vừa đưa tay tháo gỡ Triều Thiên Thì đôi cánh tay của Chúa Giêsu bỗng được tháo gỡ Chúa Giêsu xu gian tay ôm trọn lấy anh vào lòng với tất cả triều mến Người lính chết liệm trong vòng tay âu yếm của Chúa Giêsu Người ta tìm thấy xác của anh dưới chân thánh giá Kể từ ngày đó, hai cánh tay của Chúa Giêsu không còn gian ra và bị đóng vào lỗ đinh nữa nhưng được khoanh trước trái tim trong tư thế đang ôm chầm lấy một người nào đó. Du khách nhìn lên thập giá đều có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình và nghe có tiếng thì thầm: Ta không hề kết án con. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đó là chân lý cơ bản nhất trong Kỳ Tô giáo. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập giá, đó là ngôn ngữ. Qua đó muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi sẵn sàng để cho người con một của Ngài chết thay cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu cá biệt, nghĩa là mỗi người chúng ta đối với Ngài như thể là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này. Mỗi người là một lịch sử, mỗi người chiếm trọn tình yêu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tôi nghĩa là Ngài chỉ muốn điều thiện cho tôi. Điều thiện ấy có thể vượt khỏi suy tính đo lường của tôi do đó cho dù có gặp trăm nghìn đớn đau vất vả chúng ta cũng hãy tin rằng thiên chúa đang yêu thương chúng ta ngài yêu thương tôi đến độ làm mọi cách để cho mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho tôi một cơn bệnh một sự thất bại một cái chết một sự mất mát và ngay cả tội lỗi tất cả đều là những cơ may để ngài ban cho tôi một ân phúc cao cả hơn bài tết sách lẽ sống